cô gái hành nghề massage. Một tối giữa tháng 5, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về việc có nữ nhân viên ở quán massage trên địa bàn thị trấn Nánh bị tấn công, đang cấp cứu trong bệnh viện. Khi cơ quan công an tới nơi, cô gái này đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là do mất máu cấp với vết thương ở chân. Công tác khám nghiệm cho thấy, nữ nạn nhân bị tấn công bởi vật sắc nhọn gây đứt động mạch. Hiện trường xảy ra vụ việc là quán massage do Phạm Thị Ngân, sinh năm 1983, trú tại thành phố Bắc Giang làm chủ. Vào thời điểm cơ quan công an tiếp cận, hiện trường đã bị xáo trộn rất nhiều. Trên nền xi măng chỉ còn đọng lại vài vết máu và có dấu hiệu được tẩy, rửa trước đó. Những vết máu này sau đó được giám định là của nạn nhân Lê Thị Hát, sinh năm 1983, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mặc dù quán massage có lắp camera, tuy nhiên đã không còn hoạt động. Chính vì thế công an chẳng thu thập được thông tin gì có giá trị. Sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ những người làm ở quán đều biến mất. Xác minh nhân thân, cơ quan điều tra được biết chủ quán Phạm Thị Ngân là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. Ngân từng có tiền án về tội danh ma túy. Sau khi ra tù, đối tượng này đã lên Việt Yên và mở quán massage trá hình. Ngân thuê hai người là Trương Thị Tài, sinh năm 1985 và Lê Thị Hát làm nhân viên. Ngoài ra, còn có các đối tượng Đỗ Thanh Bình, sinh năm 2000, Tạ Văn Quang, sinh năm 2001, đều trú tại Bắc Giang, làm nhân viên bảo vệ. Từ lâu, quán massage của Ngân nằm trong tầm ngắm của công an huyện Việt Yên bởi cách thức hoạt động rất bí hiểm. Trước khi xảy ra vụ án, Ngân cùng nhóm nhân viên nói trên đã từng bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị pháp luật trừng phạt, nhóm đối tượng này không cải tà mà vẫn tiếp tục quay lại con đường cũ. Các thông tin của trinh sát cho thấy, mỗi khi có khách đến massage, các đối tượng sẽ bày trò để trộm cắp tài sản. Lấy được đồ của khách, Hát sẽ chuyển cho Tài và các nhân viên nam đứng ở cửa để tẩu tán. Khi khách phát hiện, cả nhóm sẽ cãi không liên quan và đổ cho khách mất nơi khác chứ không phải ở đây. Nhiều người xấu hổ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà chẳng dám chỉnh báo công an. Những người to tiếng thì hai đối tượng bảo vệ sẽ vào và đe dọa, khiến khách sợ hãi, bỏ đi trong ấm ức mà không dám làm gì. Sự ra đi của Hát, nữ nhân viên tại quán, rất có thể liên quan đến những hoạt động phạm pháp nói trên với khách hàng. Công tác rà soát được công an tỉnh Bắc Giang tiến hành nhanh chóng. Từ đó đã triệu tập được các đối tượng nam giới làm tại quán lên trụ sở. Theo lời khai của các đối tượng này, vào tối ngày 11 tháng 5, xuất hiện nhóm thanh niên bịt mặt mang theo hung khí tới quán. Tại đây, nhóm người này có hỏi về việc bị mất điện thoại trước đó. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nhóm đối tượng đã dùng hung khí tấn công, khiến Hát bị thương và tử vong sau đó. Hai đối tượng cũng khai nhiều lần cùng các nhân viên nữ ở quán dàn cảnh lấy cắp điện thoại của khách. Về nạn nhân Hát, công an được biết người phụ nữ này có quan hệ xã hội rất phức tạp. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn cho rằng nguyên nhân dẫn tới vụ án chắc chắn xuất phát từ mâu thuẫn với khách bị mất tài sản. Công an nắm được, trước khi Hát bị sát hại vài ngày, có một nhóm thanh niên lạ mặt tới massage. Hát và những nhân viên ở đây đã lấy trộm hai chiếc điện thoại của họ nhưng bị phát hiện. Giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Được sự hỗ trợ của hai đối tượng bảo vệ, Hát dùng thanh sắt tấn công chảy máu một trong số những vị khách kia. Do bị thương, nhóm khách ấm ức bỏ đi. Liên tiếp nhiều ngày, nhóm khách đó tìm đến quán để đòi lại điện thoại. Do sợ hãi nên Ngân cho đóng cửa, không hoạt động. Tới ngày 11 tháng 5, khi vừa mở lại thì xảy ra sự việc. Vậy, nhóm thanh niên đó là ai và có liên quan gì đến án mạng của Hát hay không? Đây là những câu hỏi mà công an tỉnh Bắc Giang phải đưa ra lời giải. Những bóng đen trong đêm. Thông tin về một nhóm thanh niên lạ mặt nhiều ngày lui tới quán massage của Ngân để đòi điện thoại bị lấy trộm đã giúp công an tỉnh Bắc Giang có những manh mối đầu tiên. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai những đối tượng làm việc tại quán, từ đó biết được đường đi những tài sản của khách bị lấy trộm. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Tạ Văn Quang và Đỗ Thanh Bình khai trước khi vụ án xảy ra, nhóm này có bán chiếc điện thoại lấy trộm của khách cho một cửa hàng trên địa bàn huyện. Khi công an tới nơi, chủ cửa hàng điện thoại đã giao nộp chiếc máy trên. Truy xuất nguồn gốc, công an tìm ra chủ nhân của nó. Người này thừa nhận có đến quán massage của Ngân trước đó và bị mất điện thoại. Do ái ngại nên không trình báo công an. Chủ nhân chiếc điện thoại cũng trình bày đầy đủ thời gian, di biến động trong ngày 11 tháng 5 để chứng minh mình có chứng cứ ngoại phạm, không biết và không liên quan gì tới vụ án tại quán massage của Ngân. Tiếp tục làm việc với nhóm nhân viên quán massage và cửa hàng chuyên thu mua điện thoại cũ, công an Bắc Giang nắm được ngoài chiếc điện thoại đã thu giữ thì nhóm của Quang và Bình còn bán hai chiếc điện thoại khác gần đây. Không mất nhiều thời gian, công an đã tìm ra được chủ nhân của hai chiếc điện thoại này.
làm việc với một trong hai người. Công an xác định, trước đó người này cùng nhóm bạn có đến quán massage của Ngân ở thị trấn Nánh, huyện Việt Yên. Trong quá trình massage, nhóm phát hiện nhân viên quán lấy trộm điện thoại nên đã phản ứng. Lúc này, nhân viên nữ tên Hát và nhóm của Quang, Bình cãi vã với khách. Được hai bảo vệ nam ra mặt, Hát đã hành hung một khách khiến nhóm này sợ hãi và bỏ về. Người bị hành hung được làm rõ là Hoàng Văn Sâm, 29 tuổi, trú tại Bắc Giang. Vào thời điểm công an tới nhà, Sâm đã biến mất. Xác định Sâm là nghi phạm số 1 của vụ án, công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng triển khai các phương án bắt giữ thanh niên này. Chỉ sau ít giờ, Sâm và nhóm 4 người gồm Bùi Văn Phương, sinh năm 1994, Giáp Văn Vĩ, sinh năm 2002, Giáp Văn Văn, sinh năm 1992 và Ngô Văn Trung, sinh năm 1999, cùng trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã bị công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận, trước đó Sâm có đi cùng nhóm bạn đến quán massage của Ngân ở thị trấn Nánh để thư giãn. Sâm phát hiện điện thoại của mình bị nhân viên quán lấy trộm nên đã nảy sinh cãi vã. Do yếu thế nên Sâm cùng nhóm bạn hậm hực ra về. Sâm đem chuyện này kể cho 4 người ở trên biết. Liên tiếp các ngày sau đó, Sâm cùng bạn đã nhiều lần quay lại quán của Ngân để đòi điện thoại. Ngân sợ hãi nên đóng cửa quán, tới ngày 11 tháng 5 mới mở lại. Tối cùng ngày, Sâm đi cùng Vĩ, Văn, Phương và Trung đến quán massage tiếp tục đòi điện thoại. Khi đi, cả nhóm đã bịt mặt nhằm tránh bị lộ. Tới nơi, nhóm Sâm vào hành hung chị Hát và nhân viên quán. Trong lúc xô sát, Phương đã dùng dao tấn công chị Hát khiến nạn nhân mất máu cấp, tử vong sau đó. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường cho tới khi bị bắt giữ. Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa Sâm và đồng bọn ra xét xử và tuyên những bản án thích đáng cho hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng này. Liên quan đến vụ việc, quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cũng làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của quán massage của Ngân. Công an khởi tố bắt giam Ngân và nhóm nhân viên. Theo cơ quan công an, Ngân là đối tượng có tiền án, lười lao động, từng bị phạt tù nhiều năm. Tuy nhiên, khi mãn hạn, Ngân tiếp tục quay lại con đường làm ăn phi pháp. Đối tượng mở quán massage nhưng thực chất là để hành nghề trộm cắp. Chính từ cách kinh doanh lưu manh này đã dẫn tới hậu quả là sự ra đi mãi mãi của nữ nhân viên tên Hát. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Việt Yên cũng đã đưa Ngân và đồng bọn ra xét xử về hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai nhóm đối tượng, một bên gây ra án mạng, một bên thực hiện hành vi trộm cắp, đều sẽ phải trả giá, đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ trong nhà giam. Thấy mùi tử khí nồng nặc, người dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tỏa đi tìm. Lúc này mới táo hỏa phát hiện một nữ giới lõa thể giấu trong bao tải bên đường. Theo hồ sơ điều tra, một chiều đầu tháng 2, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành nên tiến hành kiểm tra. Sau quá trình tìm kiếm, người dân táo hỏa khi thấy bên trong một chiếc bao tải là một người phụ nữ bị trói chặt tay trong tình trạng lõa thể nên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Do nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên rất khó để nhận dạng. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nữ giới, chừng 25 đến 35 tuổi, tử vong trong tình trạng lõa thể. Quá trình làm việc, cơ quan công an làm rõ thêm nạn nhân cao 149cm, nhuộm tóc màu nâu hạt rẻ, uốn cong, bên tay phải có đeo khuyên tai hình tròn bằng kim loại màu trắng. Đặc biệt, phía sau vai của nạn nhân có hình xăm hoa hồng màu đỏ, lá cây màu xanh, nhụy màu đen. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân bị tấn công mạnh bằng vật cứng vào vùng phía sau đầu, bị tác động vào vùng cổ bằng vật sắc nhọn. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ gây án bỏ nạn nhân vào bao tải xác rắn, mang vứt tại bãi cỏ, nơi hiện trường vừa bị phát hiện. Cơ quan điều tra nhận định, có thể hung thủ gây án nơi khác rồi chở nạn nhân đến đây vứt xác phi tang. Sau khi cơ quan công an thông báo truy tìm nạn nhân, một tia hy vọng le lói khi có một cô gái trẻ liên hệ với cơ quan công an để cung cấp một số hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của một cô gái bị mất tích từ nhiều ngày qua. Rất có thể là bạn của cô gái trẻ. Những đặc điểm nhận dạng mà cô gái cung cấp trùng khớp với những đặc điểm, đặc biệt là hình xăm có bông hoa hồng sau vai của nạn nhân, đều trùng khớp với những gì do cơ quan công an đã thông tin. Theo thông tin được cung cấp, danh tính của cô gái mất tích là Trần Thị Thanh Hoàn, 35 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, nhân viên của quán cà phê có tên LL ở xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhiều ngày nay, chị Hoàn đi đâu không ai rõ, người thân, bạn bè không ai biết, cũng như không ai liên lạc được. Đến sáng ngày 8 tháng 2,
người nhà của chị Hoàn đã liên lạc với công an tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu, nhận dạng người thân. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận nạn nhân bị sát hại trong bao tải là chị Hoàn, do công tác lấy mẫu giám định vẫn đang được tiến hành. Nhưng qua đặc điểm nhận dạng, đặc điểm nữ trang, hình xăm mà thân nhân nạn nhân xác nhận, cơ quan công an cho rằng nạn nhân bị sát hại, bị nhét vào bao tải chính là Trần Thị Thanh Hoàn. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở là phòng trọ của chị Hoàn ở xã Phước Bình, huyện Long Thành và thu giữ một số vật chứng nhằm phục vụ công tác điều tra. Theo người thân, bạn bè của chị Hoàn, mọi người không liên lạc được với chị từ trưa ngày 5 Tết. Chủ quán cà phê LL và bạn bè cùng làm việc với chị Hoàn cung cấp thêm thông tin. Trước khi mất tích, chị Hoàn có tâm sự chuyện buồn về việc bạn trai hay ghen tuông, còn đe dọa sát hại, có cả chuyện liên quan đến tiền bạc. Dựa trên mối quan hệ của chị Hoàn mà người thân, bạn bè cung cấp, chiều ngày 8 tháng 2, công an tỉnh Đồng Nai đã mời hai người thanh niên có quan hệ với chị Hoàn lên làm việc. Hai người này được cho là cùng có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Hoàn. Thế nhưng, những nghi ngờ về hai người đàn ông này lại tiếp tục rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tích cực điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, lúc 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cô gái, bỏ xác vào bao tải phi tang. Nghi phạm bị bắt tên là Huỳnh Ngọc Phương, 32 tuổi, ngụ tại ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can khai nhận hành vi phạm tội của mình. Giữa nghi can và chị Hoàn không có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, nghi can là khách qua đường của nạn nhân. Nghi phạm khai nhận vào tối ngày 1 tháng 2, do quen biết từ trước, nghi phạm Phương gọi điện cho Hoàn rủ tới phòng trọ của mình ở huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu chơi. Sau khi vui vẻ xong, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Y khai, y hành động một mình. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Phương bỏ nạn nhân vào bao tải trắng. Kẻ sát nhân khai di chuyển bao tải chứa nạn nhân từ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai, tới khu vực vắng người qua lại. Y vứt nạn nhân vào bãi cỏ rộng trước căn nhà hoang để phi tang. Khoảng cách từ nơi gây án tới nơi phi tang khoảng 10 km. Sau đó, gã trở về lại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tiếp tục ăn Tết và đi làm công việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Được biết, nghi can đang làm việc tại công ty nhôm TC, khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với hành trình tội ác man dợ của mình, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Huỳnh Ngọc Phương, 32 tuổi, ngụ tại Bà Rịa Vũng Tàu, án chung thân và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng mức hình phạt là chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. Mất tích bí ẩn. Một ngày giữa tháng 5, công an xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nhận được tin báo về việc có hai cháu bé ở độ tuổi từ 9 đến 10 bị mất tích bí ẩn. Suốt nhiều tháng trời, cả công an và người nhà hai cháu bé đã tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng. Khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 5, hai cháu Tạ Thu Tê, 9 tuổi và Nguyễn Thu Tê, 10 tuổi đều ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cùng rủ nhau sang nhà bà ngoại chơi. Con đường làng lát gạch quanh co, vốn dĩ nổi tiếng an bình suốt bao năm nay nên khi hai cháu bé đi chơi, người nhà không quá lo lắng. Cùng với đó, khi hai cháu đi, người nhà có hỏi cần đi cùng không thì các cháu nói không cần. Đến tối, không thấy các con về, gia đình hai cháu mới hốt hoảng đi tìm. Họ chạy đôn đáo khắp ngõ xóm, đến tất cả những người thân quen, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai cô bé này đâu. Mọi chuyện dần trở nên hoang mang, người nhà hai cháu bé lập tức trình báo lên công an xã Khai Thái. Sau khi báo cáo sự việc với công an huyện, lực lượng chức năng đã triển khai cùng người nhà tiến hành tìm kiếm. Thời điểm này, công an Phú Xuyên cũng đặt ra nghi vấn các cháu bị bắt cóc, bán ra nước ngoài. Khi tập trung vào giả thuyết này, cơ quan công an được người dân cung cấp thông tin. Vào chiều ngày 14 tháng 5, tại địa bàn thôn có nhiều xe ô tô lạ ra vào. Tiến hành xác minh những xe này, công an làm rõ lái xe chỉ chở hàng vào giao các cửa hàng tạp hóa trong thôn. Mọi gì biến động đều trùng khớp, không có gì bất minh. Như vậy, manh mối đầu tiên đã được loại bỏ. Suốt nhiều ngày, công tác tìm kiếm diễn ra rất quyết liệt, thế nhưng hai cháu bé vẫn bật vô âm tín. Không hề có bất cứ dấu vết nào. Lúc này, công an đã tính toán rất nhiều phương án. Trong đó, đặt ra cả những khả năng xấu nhất là hai cháu bé đã bị sát hại. Dẫu vậy, dù rất cố gắng, nhưng tất cả các giả thuyết trên đều không có manh mối. Bất ngờ, vào tháng 11, tại xã Khai Thái xảy ra một vụ việc chấn động. Đó là vào buổi trưa ngày 19 tháng 11, khi trên đường về nhà, hai thanh niên địa phương phát hiện dưới mương nước cạn có một gã đàn ông đang khống chế làm nhục cô gái trẻ
hai người thanh niên này dừng lại định can thiệp thì bị gã kia lấy dao ra đe dọa. Vừa sợ, vừa tự lượng sức mình không đủ, hai thanh niên phi xe thật nhanh về làng gọi thêm người. Chỉ ít phút sau, những người trong làng nghe tin đã chạy ra khu vực xảy ra sự việc. Thấy có đông người, gã đàn ông kia buông cô gái ra và nhanh chân tẩu thoát. Lúc ấy, nữ nạn nhân mặt mũi hoảng loạn, trên cổ là vết xiết bầm tím. Lực lượng công an lập tức có mặt ngay lúc đó. Theo trình bày của nạn nhân, trưa ngày 19 tháng 11, cô gái đi một mình về nhà. Khi đến con mương cạn thì bất ngờ một thanh niên cầm dao nhảy ra chặn đường. Người này lấy con dao dí vào cổ, khống chế và lôi cô gái xuống phía dưới mương nước để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi, cô gái ra sức chống cự. Chỉ đến khi người dân xuất hiện, gã thanh niên kia mới buông bỏ và bỏ chạy. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an huyện Phú Xuyên nhanh chóng tiến hành xác minh. Chỉ ít lâu sau đó, nhân thân đối tượng gây án được làm rõ là Đào Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Hùng vốn dĩ là thanh niên có nhiều bất thường tại địa phương. Gã không nghề nghiệp, sống khá khép kín cùng bố mẹ và một người em bị tật nguyền. Khi lực lượng công an tới nhà để triệu tập Hùng ra làm việc, thì gã cầm dao cố thủ, đe dọa, không cho ai vào. Lúc này, Hùng có biểu hiện kích động, sẵn sàng gây nguy hiểm cho người khác nếu cố tình khống chế hắn. Một lực lượng lớn của công an Phú Xuyên được điều động tới hiện trường. Suốt nhiều giờ thuyết phục, nhưng thay vì chấp hành, Hùng càng tỏ ra hung hăng và manh động hơn. Tối muộn, Hùng treo qua hàng rào, lần sang nhà hàng xóm gần đó, rồi tót lên tầng 3, tiếp tục cố thủ. Do sợ nguy hiểm tới người dân, lực lượng công an vừa tiếp tục thuyết phục, vừa tính toán phương án bắt giữ Hùng, sao cho an toàn nhất. Đến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 11, biết Hùng đã mệt, bắt đầu mất cảnh giác, lực lượng công an nhanh chóng ập vào, tước dao và khống chế thành công đối tượng. Sự thật kinh hoàng. Tại cơ quan công an, gã đàn ông thừa nhận hành vi đồi bại của mình vào trưa 19 tháng 11. Tuy vậy, quá trình xét hỏi mở rộng với Hùng đã khiến các điều tra viên bất ngờ. Vào thời điểm ấy, chính các điều tra viên cũng không ngờ được rằng một sự thật kinh hoàng về hai cháu bé mất tích bí ẩn cách đây nhiều tháng đã dần hé lộ. Thời điểm Hùng cố thủ, các trinh sát được người dân cho hay đối tượng thường xuyên trêu ghẹo và có những hành vi bậy bạ với các cháu bé trong thôn. Bất giác, cơ quan điều tra nghĩ tới trường hợp hai bé gái 10 tuổi mất tích bí ẩn cách đây 6 tháng. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi khống chế, làm nhục cô gái trẻ ở khu vực mương nước cạn vào ngày 19 tháng 11. Những biểu hiện của đối tượng này khiến các điều tra viên có cảm giác lấn cấn. Chiều hôm trước, khi vây bắt đối tượng, một vài người dân có nói Hùng ở thôn thường hay trêu ghẹo những cháu gái. Đối diện với tên tội phạm, các điều tra viên bất ngờ hỏi về chuyện này. Hùng nghe xong thì ấp úng, kêu mệt xin nghỉ một chút. Khoảng thời gian ấy, trong đầu những người đang lấy lời khai, bất giác có linh cảm rất lạ. Thấy Hùng đã hồi, điều tra viên tiếp tục hỏi về vụ việc gã trêu ghẹo một cháu bé trong thôn. Ngay lập tức, Hùng thừa nhận là có. Với một chiến thuật hỏi cùng bất ngờ và khôn khéo, điều tra viên hướng luôn đến vụ việc hai cháu bé tên Tê mất tích bí ẩn vào hồi tháng 5. Câu trả lời từ Hùng khiến tất cả những người có mặt vào giây phút ấy bị sốc. Gã khai chính mình đã sát hại hai cháu và chôn ở vườn nhà. Thông tin này lập tức được báo cáo lên lãnh đạo công an huyện Phú Xuyên. Để xác thực, cơ quan điều tra cho phúc cung thêm lần nữa. Tất cả vẫn đúng như lời khai ban đầu của Hùng. Công an yêu cầu Hùng vẽ sơ đồ trên tờ giấy trắng. Gã thanh niên ấy vẽ lại toàn bộ ngôi nhà và vườn chuối bên cạnh, rồi đánh dấu chỗ chôn hai cháu bé tên Tê. Lực lượng công an huyện Phú Xuyên và công an xã được yêu cầu quay lại hiện trường, vào nhà Hùng để xác minh. Nhà đối tượng gồm hai bố cục biệt lập, một căn nhà mái bằng là nơi bố mẹ đối tượng ở, sát đó là căn nhà ngang cấp 4 được để cho Hùng ở cùng anh trai. Sát khoảng sân nối từ đường làng vào là mảnh vườn trồng chuối và một số loại hoa màu khác. Khu vườn ấy sát chiếc ao chung của thôn. Khi công an bới nhẹ ở địa điểm đầu tiên Hùng đánh dấu, phát hiện ra một mẩu xương và miếng vải giống vải quần áo. Thông tin trên lập tức được báo về cho lãnh đạo đơn vị. Công an huyện Phú Xuyên cấp báo lên công an Hà Nội về việc phát hiện đặc biệt nghiêm trọng này. Khu vườn nhà Hùng lập tức được phong tỏa. Tại đây, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện hai thi thể đã phân hủy hết, chỉ còn xương cốt, tóc và những mảnh vải quần áo. Qua khám nghiệm, nhận thấy phần hộp sọ của hai thi thể này đã vỡ, chứng tỏ các nạn nhân bị tấn công bởi vật tày cứng và có trọng lượng. Tới đây, lời khai của Hùng về việc sát hại cháu bé tên Tê đã được chứng thực. Công an cũng làm rõ, căn cứ trên những mẫu thu được, hai nạn nhân đã tử vong khoảng 5 đến 6 tháng. Cả hai nằm trong độ tuổi từ 7 đến 11. Tất cả đều trùng khớp với thời gian mất tích cũng như độ tuổi của hai cháu bé tên Tê. Tại cơ quan công an, Hùng khai không nhớ rõ ngày, chỉ biết vào khoảng tháng 5 khi gã đứng ở cổng nhà vào lúc chiều muộn
thì phát hiện hai cháu T đi qua. Hùng lấy tay kéo hai cháu vào rồi ra tay sát hại. Lý do của việc này, theo Hùng, là thời điểm đó gã đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Nhiều lần đi tán tỉnh nhưng đều bị các cô gái từ chối. Vào chiều xảy ra vụ việc, Hùng bất giác nghĩ tới việc đó và tỏ ra bực tức. Gã đi ra cổng thì phát hiện hai cháu gái tên T tới gần. Trong chốc lát, Hùng lừa kéo hai cháu vào sân và lấy viên gạch tác động khiến hai cháu bé ngất rồi sau đó sát hại bằng búa. Khi tiến hành khám nghiệm, công an phát hiện trên giường ngủ của đối tượng có nhiều vết máu. Chiếc búa hung khí cũng được thu giữ. Ở phần đầu búa còn vết máu lâu ngày đã ngả sẫm màu. Tội ấy sợ bị phát hiện khi cả thôn đọc loa tìm hai cháu bé mất tích, Hùng đem hai cháu ra vườn sau nhà chôn để phi tang. Sự việc trên có bố, mẹ của gã biết. Tuy nhiên, vì sợ hãi nên hai người này suốt một thời gian dài đã im lặng, không tố giác hành vi tội ác của con mình. Sau này, với tội ác mất hết nhân tính của mình, Hùng bị Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án tử hình. Bố, mẹ của đối tượng cũng bị tuyên những mức án tương xứng cho hành vi không tố giác tội phạm. Từ mớ hỗn độn trong căn nhà cấp 4, thi thể trơ xương dần lộ ra tố cáo tội trạng của kẻ thù ác. Bà TH và ông H có hai người con là chị Nguyễn Thị T, 30 tuổi. Trước đó chị T đi khỏi nhà không rõ đi đâu, làm gì. Và người con thứ hai là Nguyễn Văn H, 25 tuổi. Không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mì tại các hội chợ ở các tỉnh phía Bắc. Rất ít khi về nhà số 4 ở. Nếu có về, H thường ngủ tại phòng ngủ phía sau nhà. Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, người dân xung quanh khu vực không thấy anh này về nhà. Bản thân bà TH cũng không ở trong ngôi nhà trên và cách đây 3 năm bà đi vào Vũng Tàu sinh sống. Từ khi bà TH đi, ngôi nhà cấp 4 vào khoảng sân cho chị Lương Thị Thu Hiền, 43 tuổi, ở nhà số 3 ngõ 8 đối diện với nhà bà TH mượn để chứa hoa nhựa và dụng cụ làm hoa để kinh doanh. Riêng nơi mái bằng phía trong là buồng ngủ của H, chỉ có anh này mới có chìa khóa để mở. Do thấy xe máy Dream cũ của anh H để lâu tại nhà cấp 4, nên khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, chị Hiền nhờ anh Nguyễn Thanh Hải, trú tại thành phố Vĩnh Yên, là thợ sửa khóa đến mở cửa buồng ngủ của anh để chị Hiền cất xe máy vào đấy. Khi mở cửa vào, phát hiện dưới nền nhà, chăn để lộn xộn và nhìn thấy sọ người, nên chị đã báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an thành phố Vĩnh Yên đã đến hiện trường. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an tỉnh Vĩnh Phúc lập tức chỉ đạo giao phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hộp sọ có hai vết vỡ lún, do vậy có căn cứ xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng. Ngoài ra, quá trình điều tra xác minh, phòng cảnh sát hình sự xác định anh H ngoài chiếc xe máy Dream nêu trên còn thường sử dụng một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Exciter mang biển kiểm soát 88B1-23391. Nhưng xe máy này không còn tại nơi ở. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời xác định được đối tượng nghi vấn gây án là Lương Văn Dư. Sau hơn một ngày phát hiện bộ xương, ngay trong đêm, lực lượng công an phát hiện Dư vừa trở về nhà tại xã Ngọc Minh đã tiến hành bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Rạng sáng cùng ngày, Dư được di lý về trụ sở của phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan công an, Dư khai nhận quen biết anh H trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ nên cả hai kết bạn chơi với nhau. Một ngày tháng 7, Dư và H cùng nhau về số nhà 4 và đi vào phòng ngủ của H phía cuối nhà. Tại đây, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ H số tiền 15 triệu đồng nhưng nạn nhân không có tiền trả. Bực tức vì đòi tiền không được, Dư lấy một đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ, vụt nhiều nhát vào đầu anh H làm anh này bất tỉnh. Sau đó đối tượng dùng dây điện trói chân tay anh H lại. Tiếp đó, Dư lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter của nạn nhân rồi khóa cửa lại và bỏ trốn. Khi về tới thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Dư đem bán xe máy và chiếc điện thoại tại xã Ngọc Minh. Được biết, bản thân Dư không có nghề nghiệp ổn định, thích xăm trổ nên trên người đối tượng có nhiều hình thù kỳ quái. Có được tiền từ bán tài sản của nạn nhân, Dư đã sử dụng vào mục đích cá nhân tiêu xài hết. Trong khoảng thời gian bỏ trốn, đối tượng vẫn lên trang Facebook của mình, chụp ảnh, khoe tiền và đồ ăn chơi. Bé gái 11 tuổi tử vong trên giường ngủ trong tình trạng chiếc quần dài bị kéo tụt qua ống đồng, xuất hiện tinh dịch. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều lông, tóc và mô da. Điều đặc biệt, phía dưới gầm giường, nơi nạn nhân nằm, lớp bụi trên nền đã bị biến dạng. Án mạng bí ẩn. Na Xá là một trong những thôn, bản xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Nơi đây chủ yếu tập trung đồng bào các dân tộc ít người sinh sống. Với mật độ dân cư thưa thớt, mỗi nhà cách nhau cả một quả đồi. Cuộc sống của người dân nơi đây khá bình yên, đoàn kết. Bỗng một ngày, cuộc sống của người dân bị xáo trộn bởi một vụ án mạng thương tâm và đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu Hoàng Thị C, 12 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở xã Nam Quan. Theo hồ sơ vụ án, ngày 11 tháng 1, sau khi đi thăm nương trở về, ông M ghé vào nhà cháu nội để chơi. Tại đây, thấy chiếc xe đạp và đôi dép của cô cháu gái để ngoài sân. Ông M tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng cháu C trốn học, ở nhà chơi, nên ông M vội vàng gọi hỏi. Vừa đúng lúc này, anh trai của C là cháu Lý Văn Sa, 14 tuổi, từ trong nhà mở cửa, hốt hoảng chạy ra, nói rằng em gái cứ nằm li bì, từ sáng trên giường không dậy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông M vội vàng vào buồng ngủ để kiểm tra. Tại đây, ông nhận ra cô cháu gái đã tử vong với những vết bầm tím trên cổ, quần áo trong tình trạng sập sạch. Không giữ được bình tĩnh, ông M vội lao ra ngoài sân kêu cứu, đồng thời gọi điện thông báo vụ việc tới cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lộc Bình phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Thông tin cháu C tử vong bất thường tại nhà riêng khiến người dân thôn trên, xóm dưới bỗng trở nên nháo nhác, bàn tán xôn xao. Những dấu vết lạ. Tại hiện trường, cháu C tử vong trên giường ngủ trong tình trạng vùng cổ có nhiều vết bầm tím, nghi bị xiết, quần dài bị kéo tụt xuống tới ống đồng, xuất hiện tinh dịch. Kiểm tra khu vực xung quanh tử thi, công an thu giữ nhiều lông, tóc. Trong móng tay nạn nhân cũng xuất hiện một số mô da. Đặc biệt, dưới gầm giường, nơi cháu C nằm ngủ, lớp bụi trên sàn nhà bị biến dạng, đồ đạc xung quanh không có dấu hiệu xáo trộn. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân bị hung thủ xâm hại rồi sát hại. Khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng là vào đêm mùng 10 tháng 1. Qua xác minh được biết, nạn nhân có hoàn cảnh gia đình hết sức éo le, mẹ bỏ nhà đi làm ăn xa, không trở về. Do kinh tế khó khăn, bố của cháu C cũng phải tha hương sang Trung Quốc để kiếm sống. Ở nhà chỉ có cháu C và người anh trai sinh sống, thỉnh thoảng ông bà nội có ghé qua. Theo lời anh trai nạn nhân là Lý Văn Sa, 14 tuổi, tối ngày 10 tháng 1, sau bữa cơm tối, cháu ở gian nhà ngoài nằm xem TV, còn C vào buồng học bài. Tới khoảng 22 giờ, Sa cũng tắt đèn đi ngủ. Đêm hôm đó do ngủ say nên Sa không biết có chuyện gì xảy ra với em gái mình. Đánh giá đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận, lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thành lập ban chuyên án để khẩn trương đấu tranh, truy bắt kẻ thù ác. Diện đối tượng tình nghi được cơ quan điều tra khoanh vùng, gồm những người có vợ đi làm ăn xa, rượu chè say xỉn và đặc biệt có nhu cầu sinh lý cao. Sau quá trình sàng lọc thông tin, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên nghi phạm Lý Văn Cao, 45 tuổi, ở cách nhà nạn nhân chừng 200m. Điều đáng nói, Cao và gia đình cháu C có mối quan hệ họ hàng. Đi sâu vào tìm hiểu thông tin nghi phạm, cơ quan chức năng nắm được vợ Cao vốn đi làm ăn bên Trung Quốc đã lâu, Cao ở nhà cùng đàn con nhỏ, đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày rượu chè say xỉn. Điều đáng nói, mặc dù là họ hàng, nhưng sau khi cháu C mất, Cao không tới thăm hỏi, giúp đỡ và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lập tức, Lý Văn Cao bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra. Đối diện với điều tra viên, Cao một mực khẳng định mình không liên quan tới án mạng của cháu C. Tối ngày 10 tháng 1, đối tượng cho biết đi ngủ từ chập tối. Tuy vậy, trên hai cánh tay của đối tượng này xuất hiện một vết xước trên da, dấu hiệu của việc bị cào cấu. Lý giải về những thương tích này, Cao nói rằng bản thân uống rượu say nên bị ngã xe. Từ những lời khai thiếu sức thuyết phục của Cao, công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh việc giám định các dấu vết thu thập được tại hiện trường như mẫu lông, tóc, tinh dịch để sớm vạch mặt hung thủ. Đúng như dự đoán, những mẫu vật phẩm thu giữ được có kết quả giám định trùng khớp với nghi phạm Lý Văn Cao. Trước những chứng cứ đầy sức nặng, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm này. Tại cơ quan điều tra, biết không thể thoát, Cao đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Cao khai nhận vì là hàng xóm của nạn nhân nên đối tượng biết rõ hoàn cảnh, điều kiện của gia đình cháu C. Đêm 10 tháng 1, sau khi uống rượu say, Cao đã lẻn vào nhà của nạn nhân rồi trốn dưới gầm giường. Khoảng 23 giờ đêm, khi thấy cháu C đã ngủ say, Cao liền chui ra, tác động vào vùng cổ nạn nhân khiến nạn nhân tắt thở rồi giở trò đổi bại. Gây án xong, đối tượng bỏ về nhà ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thông tin Lý Văn Cao chính là kẻ thủ ác xuống tay sát hại cháu C khiến người thân nạn nhân, hung thủ và dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Sau này, với hành vi mất hết nhân tính,
Cao đã phải đối diện với mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Lợi dụng việc những người đàn ông ra khơi đánh cá, đêm đến có một bóng đen lẻn vào nhà, giở trò đồi bại với hàng loạt phụ nữ vắng chồng ở Ninh Thuận. Sau hơn 10 tháng xác lập chuyên án truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên, công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã lật tẩy hành tung bóng ma đêm ở làng biển, gây ra nhiều vụ xâm hại, cướp tài sản, khiến cho nhiều người dân ở nơi này lo sợ. Bóng ma trên làng biển. 2 giờ sáng một ngày giữa tháng 5, một người phụ nữ họ Võ, 38 tuổi, ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, đang ngon giấc ngủ với 2 đứa con nhỏ. Trong khi chồng chị còn đang tất bật hành nghề đánh bắt hải sản giữa biển khơi xa trên tàu cá của người cùng làng, giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng động bất thường từ phía cánh cửa căn nhà đơn sơ. Chị Võ vừa bật dậy, bước ra khỏi giường thì bóng đen ập vào đưa tay bịt miệng chị. Tay còn lại cầm kéo khống chế rồi cất tiếng đe dọa, sát hại tính mạng nếu nạn nhân kêu la. Trong lúc hung thủ đẩy nạn nhân vào phòng tắm giặt để thực hiện mưu đồ bất chính, thì một trong 2 đứa con của người phụ nữ cựa mình khóc nhè. Nhưng bóng ma vẫn thản nhiên đưa tay lấy con dao bầu trên gian bếp kế bên phòng tắm, rồi ra lệnh cho nạn nhân bước đến bên giường bế đứa trẻ lên để ru ngủ, nhưng không được kêu la. Do quá hoảng sợ và lo ngại hung thủ sẽ sát hại cả ba mẹ con, nên người phụ nữ chỉ biết im lặng ôm lấy đứa con bên góc giường để vỗ về. Trong khi kẻ lạ mặt thản nhiên mở tủ lục lọi, tìm kiếm tiền vàng rồi cướp đoạt 3 triệu đồng trước khi vượt qua hàng rào tẩu thoát trong bóng đêm đen. Giữa lúc các trinh sát ở đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy công an huyện Ninh Hải đang truy xét nguồn tin tố giác tội phạm của người phụ nữ họ Võ, thì bóng ma đêm lại xuất hiện tại nhà người phụ nữ họ Đỗ, trú ở Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải vào tầm nửa đêm một ngày cuối tháng 6. Trong lúc nạn nhân 29 tuổi cùng với 2 đứa con nhỏ đang nằm ngủ thì có tiếng người gọi từ ngoài cửa. Gượng dậy trong trạng thái còn lơ mơ ngái ngủ, người phụ nữ họ Đỗ nhầm tưởng chồng mình trở về sau chuyến đi biển đánh bắt cá nên bước ra mở cửa. Trong một giây, bóng ma đêm cầm kéo ập vào khống chế đe dọa tính mạng nữ chủ gia đình rồi đẩy nạn nhân vào góc nhà để xâm hại. Trước khi tẩu thoát, kẻ giở trò đồi bại còn tìm kiếm tiền vàng để cướp đoạt nhưng không có, rồi lớn tiếng đe dọa sẽ quay trở lại sát hại nếu nạn nhân kêu la hoặc báo cáo công an. Cùng với việc cẩn trọng tìm kiếm, thu thập mẫu tóc của đối tượng gây án khi khám nghiệm hiện trường và khi đưa nạn nhân đến trung tâm y tế huyện Ninh Hải để giám định pháp y về xâm hại tình dục, 2 mũi trinh sát, điều tra viên do đại úy Lê Anh Phương, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Ninh Hải chỉ huy tiến hành xác minh, thu thập lời khai của nạn nhân, đồng thời rà soát mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng ở địa phương trước, trong và sau thời điểm xảy ra 2 vụ xâm hại, cướp tài sản nêu trên để sàng lọc. Tuy nhiên, cả 2 vụ án xảy ra vào tầm nửa đêm, đối tượng gây án đột nhập bất ngờ, sử dụng hung khí đe dọa tính mạng, khiến nạn nhân hoảng loạn, không thể nào ghi nhớ chính xác đặc điểm nhận dạng của hung thủ, nên các trinh sát, điều tra viên vấp phải rất nhiều khó khăn trong hoạt động điều tra, truy xét hành tung của thủ phạm. Giữa lúc nguồn tin về 2 vụ án xâm hại, cướp tài sản nêu trên chưa lắng dịu, nhiều phụ nữ ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải vẫn đang hoang mang, lo lắng, thì 2 vụ án khác phát sinh với những thủ đoạn, tình tiết như đã xảy ra tại nhà 2 người phụ nữ, họ Võ và họ Đỗ. Vào một đêm tháng 8, một bóng ma cắt đứt sợi dây thừng neo giữ cửa chính căn nhà đơn sơ của người phụ nữ họ Nguyễn, 23 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Nạn nhân chưa kịp kêu la cầu cứu thì hung thủ đã dí dao vào cổ, đe dọa sát hại rồi đẩy chị ngã xuống giường để giở trò đồi bại. Tương tự như những vụ việc trước đó, tiếng va đập khi xô đẩy mạnh đã khiến đứa con nhỏ của nữ gia chủ thức giấc, la khóc, nên bóng ma chuyển hướng dò tìm tài sản trong vài phút rồi vội vã tẩu thoát sau khi cướp đoạt được 200.000 đồng. Đến 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, bóng ma đêm tái xuất tại nhà một người phụ nữ họ Nguyễn khác, trú ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Bất chấp người đàn bà này đã ở độ tuổi 70, hung thủ vẫn cầm kéo khống chế để thực hiện hành vi đổi bại, rồi cướp đoạt 900.000 đồng trong túi quần của nạn nhân trước khi tẩu thoát. Truy quét. Giữa lúc manh mối về thủ phạm vẫn đang nằm trong giai đoạn điều tra, số lượng sự việc mới vẫn không ngừng gia tăng, khiến nhiều gia đình luôn trong tình trạng bất an. Không rõ khi nào bóng đen ấy sẽ hỏi thăm tới nhà mình. 4 vụ xâm hại, cướp tài sản,
lần lượt xảy ra ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, vốn là địa bàn nhiều năm yên ả, đã gieo thêm nhiều nỗi hoang mang, lo lắng trong tâm trí người dân. Trong khi đó, không riêng những cán bộ chỉ huy, lãnh đạo mà mỗi trinh sát, điều tra viên đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Ninh Hải cũng chăn trở, lo toan trước hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh của thủ phạm. Không để kẻ gian lộng hành quá lâu, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Ninh Thuận đã lập tức chỉ đạo hành động. Cuối tháng 8, một mũi trinh sát dày dạn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án ở phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Ninh Thuận được lệnh tăng cường hỗ trợ công an huyện Ninh Hải xác lập chuyên án truy xét do thượng tá Lê Văn Bảo, trưởng công an huyện Ninh Hải làm trưởng ban. Theo mô tả của các nạn nhân, thủ phạm có đặc điểm nhận dạng bề ngoài với vóc dáng, chiều cao giống nhau. Hung khí mang theo là chiếc kéo, thời gian gây án vào tầm nửa đêm đến rạng sáng. Đặc biệt là lời lẽ đe dọa đậm chất giọng, âm ngữ địa phương. Thủ phạm thông thạo địa bàn và biết rõ thời điểm người chồng của các nạn nhân đang bận mưu sinh trên biển bằng nghề đánh cá để đột nhập gây án, nên nghi can phải là cư dân ở xã Thanh Hải. Ngay lập tức, một mũi trinh sát tiếp tục bám địa bàn, rà soát từng hộ gia đình ở xã Thanh Hải và đã xác lập danh sách các đối tượng cần tập trung xác minh, sàng lọc, đồng thời cung cấp thông tin cho người dân biết rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng để chủ động cảnh giác, phối hợp với công an truy chặn. Mũi trinh sát thứ hai tập trung thu thập mẫu ADN của hàng chục đối tượng nghi vấn để trưng cầu giám định và so sánh với mẫu ADN của thủ phạm để lại trên quần áo, thân thể nạn nhân các vụ án vừa xảy ra nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp. Lúc này, các trinh sát được lệnh mai phục gần những căn nhà có khả năng thủ phạm đột nhập gây án. Gần một năm sau, các trinh sát đã xác định được nghi can nổi cộng nhất là Trần Văn Tân, sinh năm 2002, trú ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Khi các điều tra viên tiếp xúc nghi can này với những lý do khác, Trần Văn Tân có động thái rất thản nhiên, tự tin. Đến lúc trinh sát bất ngờ đánh động khi hỏi đối tượng này có nghe thông tin về bóng ma đêm đột nhập nhà dân gây án xâm hại, cướp tài sản hay không, thì gương mặt đối tượng này biến sắc khác thường, nên các trinh sát đã mời gã thanh niên này về công an huyện Ninh Hải để thu thập mẫu tóc, gửi đến phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh để trưng cầu giám định ADN. Kết luận kiểu gen nam giới thu thập được trên thân thể của một nạn nhân đã bị xâm hại trùng với kiểu gen thu được của Trần Văn Tân. Từ chứng cứ khoa học hình sự này, các điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ninh Hải đã tập trung đấu tranh quyết liệt với nghi can. Khi biết không thể chối cãi được nữa, Trần Văn Tân khai nhận đã gây ra 4 vụ xâm hại, cướp tài sản ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Chuyên án kết thúc, chân tường bóng ma đêm ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải đã lộ diện. Nỗi lo của người dân địa phương cũng đã được giải tỏa, trả lại bình yên cho vùng quê này. Chỉ vì mối tình vụng trộm với anh rể mà Lại Thị Kiều Trang đã nảy sinh ý định sát hại chị họ, xong là một người khác phải mất mạng oan vì mình. Vụ việc em họ thích anh rể và lên kế hoạch đầu độc người vợ khiến chị NTH, 29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tử vong, gây xôn xao dư luận một thời. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Bình cho biết đã lập tức bắt giữ Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình để điều tra vụ việc. Đây là kết quả sau khi công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo chị NTH là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo các đồng nghiệp của chị H, sau khi chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh, đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H. Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định chị H tử vong do bị đầu độc bằng cyanua bởi trong cốc trà sữa chị H uống có chất kịch độc này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chị H đã bị mất mạng oan do vô tình uống phải cốc trà sữa không dành cho mình. Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai nhận do bản thân có quan hệ tình cảm với anh PVQ, 30 tuổi, là anh rể, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nên để che giấu mối quan hệ bất chính này, Trang thường qua lại với gia đình nhà chị họ, thậm chí còn chụp ảnh, đi chơi cùng. Tuy nhiên, sau đó anh Quy đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Thấy vậy, đối tượng không đồng ý chia tay và đã nảy sinh ý định đầu độc vợ của anh rể là chị DTI, 30 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Do hay qua lại với gia đình anh rể nên Trang biết chị Y thích uống trà sữa. Do đó Trang quyết định đầu độc chị họ bằng thứ nước uống này.
Để thực hiện được ý đồ, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua 2 lọ chất độc natri cyanua mang về nhà. Một ngày nọ, Trang mua 6 cốc trà sữa, rồi dùng bơm tiêm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc. Sau đó đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người nhà gửi toàn bộ trà sữa đến bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chị Y không có ở bệnh viện nên đã nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Khoảng 10 giờ ngày hôm sau, chị NTH, 29 tuổi, là đồng nghiệp với chị Y, lấy một cốc trà sữa từ tủ lạnh để uống. Uống xong một lát, chị H thấy khó chịu nên đã chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục xuống. Được biết, thời điểm chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh, có 2 mẹ con điều dưỡng tại bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình cũng uống 2 cốc nước này, nhưng may mắn thoát nạn vì 2 cốc trên không có chất độc. Đứng trước tòa, khi được tòa hỏi, Trang bình thản khai nhận bản thân lên mạng internet và phát hiện cyanua là chất độc nên muốn mua để tự kết liễu sinh mệnh. Tuy nhiên, do Trang có quan hệ tình cảm bất chính với chồng của chị họ là DHI và thấy anh rể yêu thương, chăm sóc vợ nên đã ghen ngược. Điều này đã nảy sinh thù hận, muốn đầu độc chị họ. Với hành vi cuồng yêu của mình, hội đồng xét xử nhận định Trang là người có học vấn, trình độ, có quan hệ xã hội, thực hiện hành vi một cách quyết liệt nhằm tước đoạt tính mạng của người khác. Theo đó, Trang bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình.